Sukhoi Su-25, tên ký hiệu của NATO gọi là JOFORT là loại máy bay cường kích, chống tăng và chi viện không quân trực tiếp do Liên Xô thiết kế. Nó vẫn còn ở trong biên chế của không quân Nga và các thành viên khác trong cộng đồng các quốc gia độc lập, SNG cũng như các nước được Nga xuất khẩu. Su-25 là loại máy bay hai động cơ, một chỗ ngồi, được phát triển bởi cục thiết kế Sukhoi, có thể hỗ trợ lực lượng mặt đất bằng khả năng cường kích, chống tăng. Su-25 đã phục vụ trong không quân Nga hơn 25 năm qua. Su-25 được trang bị vũ khí có sức hủy diệt mạnh. Su-25 một thời được mệnh danh là con quạ của không lực Nga. Su-25 là cường kích yểm trợ hỏa lực tầm gần 2 động cơ cho lực lượng mặt đất do Liên Xô phát triển, chuyên được dùng tấn công các mục tiêu thiết giáp, trận địa pháo và cứ điểm đối phương. Chiếc máy bay có buồng lái bọc titan để tăng khả năng sống sót cho phi công nên thường được gọi là xe tăng bay. Mỗi chiếc Su-25 mang được hơn 4 tấn vũ khí qua 10 giá treo dưới cánh, gồm một pháo nòng đôi cỡ 30mm mang 250 viên đạn, tên lửa không đối đất KH-25ml, bom dẫn đường, rocket cỡ nòng từ 57 đến 340mm. Máy bay có tốc độ tối đa 975 km/h, tác chiến trong bán kính 300 km, độ cao bay 7 km. Su-25 là mẫu cường kích được sử dụng nhiều nhất trong chiến dịch quân sự của Nga ở Ukraine cũng như ở Syria trước đây, theo giới quan sát. Mẫu máy bay này có kích thước nhỏ gọn, chi phí vận hành rẻ, cho phép quân đội Nga xuất kích liên tục, chỉ sau vài giờ bảo dưỡng. Tuy nhiên, do tốc độ chậm, chân bay thấp, Su-25 thường là mục tiêu của các hệ thống phòng không tầm thấp như tên lửa vác vai và pháo phòng không. Su-25 có lớp giáp dày 10mm tới 25mm ở phía dưới và phía trước của máy bay để bảo vệ buồng lái khi phi công tiến hành tấn công tầm thấp. Máy bay được trang bị hai động cơ hạng nặng để tăng khả năng sống sót, thiết kế đặc trưng với cánh thẳng, thay vì vắt chéo như được sử dụng trên máy bay phản lực tốc độ cao, cho phép Su-25 khả năng cơ động tốt hơn và tăng lực nâng khi Su-25 hoạt động ở tốc độ thấp,